các bạn ơi. Mà lột mụn nó mềm da mụn nó gì nó nhiều lắm ơi. Anh bị rồi. Rồi dính nước kìa. Ô, hàng ơi. Hàng ơi. Con giữa. Rồi cá trôi rồi. Ông bạn lên hàng các bạn ơi. Lấy giật đâu rồi? Ông bạn lên hàng. Lên hàng. Cái gì đây? Cũng khá nặng nha các bạn. Ồ, chạy kìa. Hôm nay cho bạn Dương lên YouTube nha mọi người. Cho bạn lên TV. Né cần đây, né cần qua đây, mạnh lên thôi luôn. Ép qua bên phải luôn. Đây này cá nguy quá, xa quá mà. Ép qua bên phải luôn. Đi bạn, chạy qua đây phải rồi nè. Bạn gì còn hơi bị yếu nha bạn. Xa quá mà. Luôn qua luôn. Đúng rồi, luôn qua. Cái màu này. Mạnh luôn, quay mạnh vô. Ui, con cá cha, con cá cha. Có mè vậy? Cá cha. Hả? Cá cha mè. Cha. Nhìn nó có mè vậy? Cá cha. Đúng không? Cá cha. Ui giời ơi. Có mè. Mè bự. Con này 2 kg mấy à? 2-3 kg á. Không nhỏ đâu. Ồ 3 kg. 3 kg. Ok. Vừa bông luôn. Ô có mè nha các bạn. 3 kg các bạn ơi. Xe hay lửa thôi. Tuyệt vời. Chống móm nha anh em. Này bạn Dương nè. Bạn Dương chào khán giả nè. Chào bạn Dương lên YouTube nha. Má tưởng có cha không. Còn bạn ôm hai tay luôn. Giơ cái lên cho mọi người xem với. Giờ hai tay luôn, con tay cầm miệng. Ê, cầm miệng. Tay cầm miệng. 3 kg rồi mà nè. Có cân. Ê. Có cân. Không go cho mọi người. Rồi, đã chưa? Ok chưa? Ok. Hôm nay anh em mình câu bờ đá dài hồ da ua nha mọi người. Đây là dàn cần đá văng. Quá đã. Đây. Mình câu 7 cần. Thằng em mới tập câu 2 cần. Còn ông bạn bắt cá thì câu 5 cần. Còn ông bạn dính cá 5 cần luôn. Ha. Quá dữ. Tình hình là được hai em. Ok nha, vậy mời mọi người xem tiếp phần tiếp theo.